Xin chào tất cả các bạn có mặt trên Facebook Live ngày hôm nay của nhóm GIV. Tên mình là Hanna Ái Hân Trần, khoa học gia với 32 năm kinh nghiệm và cách đây bao nhiêu năm, năm 2013 đã xin nghỉ từ chức giám đốc khoa học xét nghiệm cho Đại học Y khoa John Hopkins và sau cái chức mà vụ cuối cùng của mình là ở George Washington. Đại học Y khoa George Washington ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn để đi theo đuổi cái đam mê của mình là khoa học của công ty Pharmanex Newskin toàn thời gian. Tên là Hanna Ái Hân Trần thì hôm nay rất là vinh dự được đại diện cho nhóm GIV để mà chia sẻ với quý vị về sức khỏe của não bộ, tức là mình làm cách gì để phòng chống mất trí nhớ, phòng chống nhức đầu kinh niên, phòng chống mất ngủ. Tất cả những sức khỏe liên hệ tới bộ óc, tất cả những bệnh tật liên hệ tới bộ óc mình thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý vị về vấn đề đó nha. Tại vì cũng rất là nhiều người để ý về bị vấn đề về sức khỏe về bộ óc của bộ óc của quý vị. Và rất may mắn cho mình đó là công ty Pharmanex New Skin có rất đầy đủ sản phẩm. Nếu mình hòa hợp với cách ăn uống đúng thì mình sẽ gần như có thể nói là khỏe mạnh nha quý vị. Còn thành ra hôm nay là những cái gì mình đọc trong tài liệu hôm nay là từ từ PubMed.gov. Đây là một cái website mà dành cho những người về bác sĩ và những người về khoa học về sức khỏe hay đọc đó bác quý vị. Với lại một cái số tài liệu từ Dr. Joseph Mercola, là một người mình đang rất là đam mê và theo đuổi ông này về, tại vì ông này chuyên về thiên nhiên để mà phòng chống bệnh tật và có thể hỗ trợ bệnh tật, và có thể ông có những cái phương pháp rất là hay đi theo phương pháp thiên nhiên để mà đảo ngược lại làm cho mình hết bệnh mà không cần phải dùng thuốc tây quý vị ha. Và đặc biệt là mình rất sợ bệnh Alzheimer quý vị, tại mình thấy khá đông con người ta bị Alzheimer, thì đây là cái xác suất thống kê mà mình thấy, lý do tại sao mình thấy quá nhiều trong cái thời gian làm việc 5 năm nay với công ty New Skin, quá nhiều người bị bệnh nhức đầu kinh niên, mất trí nhớ, Parkinson tức là bệnh run rẩy, rồi từ từ đưa đến dementia tức là mất dần trí nhớ, và Alzheimer là mất trí nhớ luôn quý vị, và cầu cứu mình. Nhưng mà thường thường khi họ tìm đến mình là họ đã bị rồi và đã trễ rồi. Thành ra hôm nay ở đây á là mình sẽ giúp cho các bạn có những cái sản phẩm mà để hỗ trợ cho những người nào mà đã bị rồi nhưng mà khỏi hay không thì trong nghiên cứu này nó có cho biết nha quý vị. Còn những người nào mà chưa bị á, thì đừng nghĩ là mình sẽ không bị, tại vì cái bệnh này nó vô cùng nó thông dụng, và có thể nó cái hiện tượng nó xảy ra từ từ cho tới lúc mà mình được bác sĩ định bệnh là mình đã bị dementia tức là mất trí nhớ, rồi sau đó Alzheimer, đó là quá trễ rồi quý vị. Thành ra cách tốt nhất là gì? Là hãy bảo vệ bộ óc mình và đừng cho để cho mình đừng có bị mất trí nhớ hoặc là bị mất hẳn luôn đó quý vị. Không? Alzheimer thì theo hiệp hội của Alzheimer của nước Mỹ đó, thì hiện tại bây giờ đó là hơn 500, mỗi năm đó có hơn 5 triệu người Mỹ mắc bệnh Alzheimer, thì tài liệu này là của nước Mỹ nha quý vị. Thì nói tóm lại đó, tổng quát đó, cứ 1 trong 3 người cao niên sẽ chết vì cái bệnh, về một số các cái loại bệnh về dạng mất trí nhớ, tức là Alzheimer hoặc là dementia quý vị. Và gia đình của họ đó, các gia đình mà có người bệnh về dementia, tức là mất trí nhớ đó, hoặc là Alzheimer đó, thì mỗi năm đó họ có tốn khoảng ít nhất là $5,000 trở lên để chăm sóc cho người thân của họ. Ok, thì đây là một cái sự rất là khủng khiếp quý vị ha. Thì tuy nhiên cái việc cho não mình ăn đúng cách không những chỉ là ngăn ngừa các cái bệnh tật trong tương lai, mà còn cho mình hiện tại bây giờ có thể hoạt động một cách tối ưu và có thể cải thiện được cái chức năng nhận thức của mình và sáng tạo hiện tại của mình nữa quý vị. Thành ra cách ăn uống đúng cách là rất là quan trọng. Thì là cái bộ não của mình nó cần nhiều niên liệu phù hợp để mà nuôi dưỡng các tế bào thần kinh là một nè, nuôi dưỡng tế bào thần kinh của mình là một nè, tăng cường sản xuất cái chất mà dẫn truyền làm cho cái tế bào thần kinh nói chuyện với nhau là hai nè, và cái thứ ba là bảo vệ chống lại sự hư hại và thoái hóa của bộ óc nhá. Thì nhưng mà thật không may đó, hiện giờ đa số chúng ta ăn những cái thứ mà cứ làm tổn thương và làm thoái hóa cái bộ thần kinh của mình quý vị ha. Thì mình có thể tạo ra sự khác biệt tổng thể về sức khỏe của mình, nhưng mà đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh mất trí nhớ hoặc là bệnh dementia hoặc là bệnh Alzheimer là mất trí nhớ quý vị ha. Khi mà mình cố ý bao gồm các cái loại thực phẩm mà bộ não mình đang cần để hoạt động và giải độc quý vị. Thức ăn mà cho vô bộ não nó cần cho mình ăn làm sao mà để giúp cho bộ não mình được hoạt động một cách tối ưu và giải độc luôn cùng một lúc quý vị ha. Thì đây là nhiên liệu quan trọng đối với bộ não của mình quý vị, có 2 nhiên liệu. Không những cho bộ não mà cho cơ thể của mình nữa quý vị, mà mình có thể sử dụng để chuyển đổi năng lượng nha quý vị ha.
để chuyển đổi năng lượng. Đây là cái phần nói về chuyển đổi năng lượng. Thì hoặc là carbohydrate, tức là người Việt Nam gọi là carb. Carb thì dịch là tinh bột, cũng gần như đúng chứ không đúng cho hẳn. Nó gồm có tinh bột và nó là chất carb nữa quý vị. Tại vì trong trong rau củ, một số rau củ cũng có chất carb. Gọi là carbohydrate là tiếng tiếng nguyên hóa học của nó như quý vị. Thì bộ não mình cần chất carb, carbohydrates, mình nói nguyên chữ đi ha. Và hoặc là chất béo, một là chất carb hoặc chất béo để chuyển hóa, để mà có thể cung cấp cho não và cơ thể của mình những năng lượng cần thiết để tồn tại. Thành ra mặc dù bộ não của bạn đó, của mình đó, có thể sử dụng cả hai, nhưng mà đã có bằng chứng cho thấy rằng sản phẩm trao đổi chất của chất béo, tức là cái sự trao đổi chất sản phẩm và trao đổi chất của chất béo, tức là khi mà nói về trao đổi chất thì quý vị nghĩ tiếng Anh là metabolism đó quý vị ha. Thì cái sản phẩm mà trao đổi chất của chất béo hoặc là ketone, là KETON, sẽ giúp khôi phục. Khi mình nói ketone hay là chất béo đều là cùng như nhau, nhưng mình hay liệm cái chữ ketone vô là tại vì chất béo nó hơi hơi tổng quát quá đó quý vị, thành ra ketone để cho nó chính xác nha quý vị. Thành ra nói quý vị cứ liên tưởng là như vậy. Thì là cái sản phẩm mà trao đổi chất, tức là metabolism của chất béo đó, thì là sẽ giúp khôi phục và làm mới các tế bào thần kinh ngay cả sau khi sự thiệt hại đã xảy ra quý vị. Thì chất béo tốt đó nha, chất béo lành mạnh nó tốt đến như vậy. Thì một nguồn chính, mặc dù bộ não của mình có thể sử dụng, ok mình xin lỗi mình đọc ngược lại rồi, một nguồn chính của các ketone là chất béo đó, thì nói tiếng Anh đó gọi là triglyceride chuỗi trung bình, tức là tiếng Anh là medium chain triglyceride, dịch ra tiếng Việt là triglyceride chuỗi trung bình, hay là mình nói là ketone đi quý vị, thì là có trong dầu dừa quý vị ha. Thì dầu dừa có tỷ lệ rất cao của cái triglyceride chuỗi trung bình này, hay là gọi tắt là MCT, tức là medium chain triglyceride. Thì dầu dừa có cái tỷ lệ rất cao về cái chất béo này hả. Và các sản phẩm mà sữa của con bò mà ăn cỏ quý vị nhá, thì cái đó là hai loại chất béo mà có thể tốt mà cho mình, cho bộ óc của mình. Thì các chất béo này đó không được cơ thể xử lý theo như các chất béo xấu khác. Có nghĩa là thông thường đó, các chất béo thì thường thường đó, chất béo mà nó vô người mình, tất cả các chất béo nha, xấu tốt gì cũng vậy, khi mà nó vô người mình thì nó trộn, được trộn với mật từ trong túi mật của mình trước khi được phân hủy để cho ra theo đường ruột của mình, ra theo đường phân quý vị ha. Thì cái chất béo tốt đó, mà nói bây giờ mình nói chất béo tốt để quý vị dễ hiểu đó, nhưng mà tiếng hóa học á, danh từ hóa học của nó là medium chain triglyceride, hay là tiếng Việt gọi là triglyceride chuỗi trung bình chứ không phải là chuỗi dài. Chuỗi dài là chất béo xấu, còn chuỗi trung bình là chất béo tốt, và nó nằm ở trong dầu dừa và sữa của bò ăn cỏ quý vị ha. Thì bây giờ mình nói chất béo tốt, hay là nói chính xác hơn đó, mình phải gọi nó là MCT quý vị ha. Thì là nó đi vào máu, tức là những cái chất trong dầu dừa và bò ăn cỏ đó, sữa của bò ăn cỏ đó, thì nó đi vào máu nhanh hơn, và nhưng mà nó không có bị cho ra cái chất insulin để kết hợp với chất carb mà nó làm cho mình bị tăng tiểu đường quý vị ha. Thì trong khi cái ketone đó là của chất béo tốt đó, là MCT đó, có thể cung cấp một nhiên liệu tuyệt vời cho bộ não của bạn, của mình. Thì một số khu vực trong não của mình nó cũng vẫn cần gluco tức là đường đó quý vị, để mà sản xuất ra nhiên liệu. Nhưng mà may mắn thay đó là cơ thể của mình có thể biến axit amin, tức là từ chất đạm là protein đó quý vị, để biến cái chất đó, axit amin từ chất đạm để thành gluco, để thành đường, để thông qua một cái phản ứng hóa học gọi là sinh gluco neogenesis, tức là cái phản ứng mà tạo ra gluco để cho bộ óc quý vị. Có nghĩa là mình không cần phải ăn đường, mình có thể, bộ óc mình cũng cần đường. Nếu các bạn nghe người nào nói mình cần ăn đường để cho bộ óc, đúng, nhưng mình có thể ăn cái đường đó từ chất đạm, từ protein quý vị ha, từ protein nhá. Đây là green shake của New Skin quý vị nhá. Rồi ok, thì cái gan của mình á, gan của mình cũng có thể tạo ra gluco từ glycerol mà tìm thấy trong trong cái mỡ tốt của dầu dừa đó quý vị ha, với lại của sữa bò ăn cỏ. Thì bằng cách này đó, khi mà cái bộ óc yêu cầu gluco để thì cái bộ óc sẽ nhận được nguồn cung cấp ổn định, ngay cả khi mà cái lượng carbohydrate trong người mình thấp quý vị. Thành ra mình không bao giờ lo lắng nếu mình không ăn nhiều chất carb quý vị nha. Ok, thì hai cái chất ăn chính cho cái bộ não và cơ thể của mình mà tốt đó, là chất béo tốt
và protein, chất đạm, nha, chất béo lành mạnh và chất đạm, nha quý vị. Mà có nghĩa là và một số chất carb nhỏ, nhưng mà các carb mà mình cần đó là thực sự là trong cái rau quả tươi của mình, là tại vì cái chất carb ở trong những cái loại rau á thì là nó sẽ có, một tí nữa mình nói những loại rau đó, thì trong rau cũng có chất carb nhưng mà nó không, nó có chất xơ, thành ra nó tốt cho đường ruột và thúc đẩy cho sức khỏe của mình quý vị ha. Thì nói tới đây đó có nghĩa là mình cũng cần chất xơ đó quý vị, để tốt cho bộ não của mình nha. Thì trong công ty New Skin có một cái sản phẩm gọi là Nutrify, Nutrify, là chất xơ nguyên chất mà tốt cho đường ruột của mình quý vị nha. Thì bây giờ đã có những cái nghiên cứu chính thức để đánh 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 giá cái hiệu quả của ketone trong cái sự phòng ngừa, tức là chất béo lành mạnh đó quý vị, trong cái sự phòng ngừa hoặc là điều trị của bệnh Alzheimer ha. Thì tại vì não của những người người bệnh Alzheimer rồi đó có thể trở nên đề kháng với insulin, là cái chất mà nó làm cho tiểu đường đó, và không thể sử dụng glucose cho năng lượng, cho nên các nhà khoa học thường hay gọi cái bệnh Alzheimer là tiểu đường loại 3 đó quý vị ha. Thì cái sự mà ăn chất béo tốt đó, dinh dưỡng mà có nhiều chất béo tốt như là dầu dừa, với lại tí nữa mình nói một số khác cái chất béo tốt ở đây đó, dinh dưỡng mà ăn ketogenic dinh dưỡng đó, mà ăn có nhiều chất béo tốt đó, thì có tác dụng rất là lợi đối với trong cái sự giúp cho cái sự nhận thức trở lại cho cái người bệnh Alzheimer quý vị nhá. Thì quý vị cứ nghe mình nói chất béo tốt, tí nữa mình sẽ cho ra những cái sản phẩm nào mình cần ăn để hỗ trợ ha. Thì các nhà nghiên cứu cũng đã cho thấy rằng những người nào mà đã bị tiểu đường loại 2 có nguy cơ phát triển bệnh Alzheimer cao hơn người bình thường quý vị nhá. Thành ra các bạn nào ngoài kia đang bị tiểu đường loại 2 thì làm ơn lên YouTube của mình nghe cái bài mình nói chuyện về bệnh tiểu đường, phòng chống và hỗ trợ. Mình có một cái YouTube tên là Hana Ái Hân Trần, và tất cả những bài mình nói về sức khỏe bệnh tật mình chữ ở trong đó hết, để các bạn nào mà nhỡ cái bài không có lên nghe được từ cái business này đó thì có thể lên tìm cái bài đó của mình nhá. Thì nên vô coi về bài bệnh tiểu đường, tại vì tiểu đường để lâu sẽ làm mất trí nhớ, mà tệ hơn là bệnh Alzheimer đó quý vị nhá. Thì bệnh Alzheimer rất là khổ cho những người thân của những người có bệnh này hả. Thì ngoài ra những người mà bị bệnh Alzheimer rồi hay bị động kinh đó, là tại vì bộ não của họ dễ bị kích thích điện hơn là, và dẫn đến cái sự hoạt động co giật. Rồi thì bây giờ nói về một cái độc tố mà được tiết ra bởi cái quá trình trao đổi chất của cơ thể tụi mình một cách thiên nhiên á, quá trình trao đổi chất của con người tiếng Anh gọi là metabolism đó quý vị, của tế bào mình á, thì sản xuất ra phân tử gốc tự do nha. Thì do đó những cái phân tử gốc tự do này có phản ứng cao, tức là nó rất là kích hoạt, và nó đóng góp vào sự lão hóa là một, sự thoái hóa thần kinh là hai, và đột quỵ là ba quý vị, nếu mình để cho chất chống oxy hóa trong người mình cao. Thì tại vì cái lý thuyết á, là ketone đó là những chất béo tốt đó, có thể làm giảm số lượng của cái chất phân tử gốc tự do này, và kết quả đó là làm giảm viêm trong não của mình, và do đó được làm giảm tổn thương của tế bào thần kinh của bạn. Thì thế thì bây giờ nói đến cái phần phần để làm sao cho mình biết là chất chống oxy hóa của mình mà cao đó thì đưa ra những cái tai hại đó, thì làm sao để biết chất chống oxy hóa của mình trong người mình cao hay thấp quý vị ha. Ha, thì đây mình có cái máy này của công ty Pharmanex New Skin, thì các bạn trên này thì các bạn làm trong công ty này ha. Thì bạn nào mà đã lên chức vụ executive lên rồi là làm ơn phải có cái máy này, thì mình mới làm việc, mình mới giúp giúp đỡ những người xung quanh một cách hữu hiệu được quý vị. Quý vị hãy tìm hiểu cái nồng độ của A ở Sài Gòn Việt Nam, thì mình có ở ngay là 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, có thể đi đo miễn phí nha quý vị. Nếu bạn nào trong này mới mà chưa biết điều đó, mình vẫn thấy có một số người hỏi là cô ơi làm sao con biết tỷ số chống oxy hóa của con. Thì những người đó ở Việt Nam thì mình cũng hơi ngạc nhiên nhé. Ở 201 Nam Kỳ Khởi Nghĩa được đo miễn phí rồi, thì mình phải cần tìm hiểu theo dõi cái chất chống oxy hóa, tức là cái chất chống lại cái sự phá hoại của phân tử gốc tự do vô bộ não của mình mỗi 2 tháng, và mình phải được ít nhất từ 50.000 trở lên quý vị, cao nhất là 100.000 là lý tưởng rồi. Thì mình phải được tối thiểu từ 50.000 trở lên, còn nếu dưới đó thì tí nữa mình sẽ có nhiều phương pháp để mà giúp cho nó lên nha quý vị ha. Rồi thì đây là cách để tìm hiểu nồng độ của cái chất bảo vệ bộ óc của mình là cao hay thấp. Trên 50.000 trở lên thì mới là bắt đầu an toàn, càng gần 100.000 càng tốt quý vị nhé. Rồi ok, thì với
Với cái chế độ mà ăn nhiều chất cọp á quý vị, như là ăn nhiều tinh bột đó, bún, phở, gạo này kia nọ đó, những bạn nào thích ăn nhiều cơm á, ha, thì với cái chế độ mà ăn nhiều chất carbohydrate đó, thì có thể làm bỏ đói, làm cho tế bào của não của mình bị bỏ đói, tại vì tế bào của mình không có cần chất carb, quý vị, tế bào não của mình không cần chất carb, và nó làm cho ngăn ngừa giải độc hiệu quả, và nó làm giảm các thành phần cấu trúc mà cần thiết cho tế bào não của mình về sự nhận thức là một, trí nhớ và hai, và học tập là ba. Và do đó có đáng sợ không quý vị, có đáng để chị mình ăn nhiều cơm và nhiều bún nữa hay không nhá, thì quý vị suy nghĩ nhé. Rồi bây giờ đó, một loại trái cây, nói đến một cái loại thức ăn khác mà tốt cho mình đó là blueberry, thì tiếng Việt Nam gọi là quả Việt quất. Thì blueberry nó làm giảm cái sự phá hoại của phân tử gốc tự do, tức là nó làm giảm cái oxidative stress, có nghĩa là nó làm giảm cái stress của của cái sự oxy hóa mà mình nói hồi nãy đó, do cái cơ thể mình phản ứng sản phẩm mà cái chất mà độc mà do cái sự trao đổi chất trong cơ thể của mình mỗi ngày đó, nó tự động nó cho ra cái phân tử gốc tự do. Thì cái ăn blueberry nó, cái quả Việt quất nó hỗ trợ trong cái đó, là một trong những thứ mà nó hỗ trợ ha. Rồi cái làm giảm cái chất độc đó quý vị nha. Thì trong khi cái chất ketone đó, tức là chất béo tốt đó, nó cung cấp cho nhiên liệu mà hiệu quả và bảo vệ thần kinh của mình đó, nhưng mà nó không phải là cái chất dinh dưỡng duy nhất mà có thể giúp làm giảm cái chất chống oxy hóa trong cái con người mình, trong trong bộ óc của mình, trong cơ thể của mình, theo quý vị ha. Thì theo như cái hội nghị lần thứ 251 của Hiệp hội Hóa học Hoa Kỳ, thì họ đã trình bày rằng đó, cái quả blueberry đó cộng với cái dầu cá đó, dầu marine omega của dầu cá đó quý vị, nhưng mà mình thì tốt hơn, mình có dầu cá cộng với dầu curoi, nó lại còn tối tân hơn nữa quý vị, thì nó rất là hiệu quả trong việc phòng chống và điều trị tiềm năng về cái sự thiếu hụt nhận thức liên quan đến bệnh Alzheimer hay là bệnh mất trí nhớ quý vị nhé. Thì cái này là nói theo những cái nghiên cứu lâm sàng hết rồi, thì chứ không phải là tự động mà người ta nói ra đâu nha quý vị. Thì trong hai cái nghiên cứu mà dùng blueberry và dầu cá đó, và tức là dầu marine omega đó, chất marine omega đó, do theo ông tiến sĩ Robert Krycho Ryan đó, thì ông này cho biết rằng cái nhóm blueberry tức là Việt quất đó, thể hiện trí nhớ để được cải thiện và cải thiện khả năng tiếp cận, do đó nó tốt tính như thế quý vị ha. Thì đi song song với lại dầu marine omega của dầu cá hay là dầu acroy đó lại càng tốt hơn. Thì marine omega nó ở trong cái lipid nano, hai cái viên đỏ này quý vị ha. Thì đây là hai cái viên mà hỗ trợ cái bộ óc của mình nha quý vị nhé. Rồi ngoài ra nó còn có nhiều trong các thứ khác nữa, trong cái lipid pride cũng có cái đó quý vị. Không, mình nói lộn, qua bioginkgo, yut, elok yut đây, elok yut cũng có marine omega 3 để hỗ trợ bộ óc mình quý vị ha. Trong lipid nano hai viên đỏ có marine omega 3 hỗ trợ bộ óc của mình. Rồi thức ăn của óc quý vị ha, ngoại trừ blueberry, thì đây là mình nói về một cái nghiên cứu ở hội nghị hóa học năm lần thứ 251 ở bên Mỹ này, thì người ta đã chứng minh như vậy, người ta đã có chứng minh lâm sàng đàng hoàng quý vị nha. Thì mình nói ra đây để cho quý vị biết là cái gì, mình là khoa học gia thì cái gì cũng phải có chứng minh lâm sàng mình mới tin, bằng không mình không có tin. Thì bây giờ nói tóm lại kết quả ngược lại là thức ăn cho thực phẩm cho cái bộ óc của mình để cải thiện chức năng nhận thức của mình nhé. Thì đây là những số mà các cái thứ mà mình rất là quan trọng để cho bộ não của mình quý vị. Cái thứ nhất đó là avocado, là trái bơ. Thì những cái trái bơ này nó có đầy đủ chất béo tốt, năng lượng và hương vị cũng lành mạnh cho quý vị ha, hương vị lành mạnh ok, rất là ngon. Ok, thì các chất dinh dưỡng trong quả bơ rất quan trọng đối với não và da của mình nữa quý vị ha. Thì đồng thời nó giúp ổn định cái lượng đường trong máu của mình. Thì do đó nó nên là cái chế độ ăn uống hàng ngày của quý vị nhé. Thì cái thứ hai là ở trong này ông cũng có nói là quả quả Việt quất, tức là blueberry, thì có nhiều chất chống oxy hóa và bảo vệ não của mình, chống lại cái sự thoái hóa thần kinh. Thì cái blueberry á, tức là quả Việt quất á, nó đóng gói, nó đóng phần trong cái sự có cả vitamin nữa. Thì và nó cân bằng các cái, và vì vậy nó cân bằng các
cái đường cái nó làm giảm đi cái sự phân tử gốc tự do, tức là cái chất độc mà được thải ra, phân tử gốc tự do được thải ra bởi cái sự chuyển hóa trong cơ thể tự nhiên của mình hàng ngày đó quý vị. Thì cái blueberry nó có vậy. Và bây giờ để trong trái blueberry đó thì nó có nhiều đường, thành ra để cân bằng các cái loại đường tự nhiên trong cái quả việt quất, cũng như là mình mà ăn trái cây nhiều quá đó thì để cân bằng các cái loại đường tự nhiên ở trong trái cây đó về quý vị, thì quý vị nên uống thêm cái Nutrify hoặc là ăn thêm nhiều những cái rau củ mà có chất xơ. Mà nếu mình không biết á thì mình cứ uống mỗi ngày 2 muỗng Nutrify đó, Nutrify đó quý vị, là chất xơ của công ty NuSkin này, thì để cân bằng cái lượng đường từ trái cây mình dùng chất xơ nha quý vị nha. Thì đó là một cái khác mà mình cần phải nhớ. Rồi cái thứ ăn thứ ba tốt cho bộ óc là bông cải xanh, tức là tiếng Anh gọi là broccoli. Thì nồng độ của vitamin K, tiếng Việt gọi là vitamin K đó, và choline, tức là choline đó, là cái hóa chất ở trong cái broccoli đó quý vị. Thì hai cái nồng độ này nó rất cao ở trong cái bông cải xanh này, và nó giúp bảo vệ cho não của mình nha. Là hoặc là nếu mà người nào ăn sống á, thì là tốt nhất ăn thẳng sống luôn như xà lách thì tốt nhất. Còn nếu mà mình không ăn sống được thì ổng bảo mình có thể steam á, tức là hấp hấp một tí, nhưng mà chỉ hấp được 3 cho đến tối đa là 4 phút thôi, 3 cho đến 4 phút thì là được thôi, không 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 hơn như thế. Nhưng mà trong khi mình hấp đó thì mình có cho ra cái broccoli đó, tức là bông cải xanh đó, nó cho ra một cái chất hóa học gọi là sulforaphane, tức là cái chất hóa học này nó có cũng tốt cho mình đó, thành ra mình nên giữ cái nước đó để mình uống và đừng có vất đi. Thì cái đó là cái đề nghị ăn uống của Dr. Joseph Mercola nhé, khi mà ăn broccoli. Rồi bây giờ rau cần tây, cái thứ bốn mà tốt cho bộ óc của mình là rau cần tây đó quý vị, thì là celery đó. Thì nó có lượng calorie thấp và nó có nhiều chất chống oxy hóa và chống viêm cho mình, và mình nên ăn sống, tại vì ông bảo là rửa rồi để trong bát nước sạch mà có nước đó, rồi để trong tủ lạnh thì nó có thể tốt cho 1 tuần, rồi mình đi ra vào mình ăn như là snack đó quý vị, thì tốt cho mình nha. Rồi cái thứ năm, cái món thứ năm mà tốt cho bộ óc của mình đó quý vị, là nước nước mà nước nước xương đó, nó gọi là bone broth, tức là nước mà xương đó, xương để trong nồi rồi hầm cho nó nhừ á. Thì cái đó cũng tốt nha, tại vì lý do của nó là xương gà, xương bò, xương heo thì mình không thích, nhưng mà mình có thể nói là nước xương gà, xương bò, mình hay cũng hay hay lấy nước xương gà, mình làm cho nó nhừ, lấy nước lắm quý vị, để nấu súp á nha. Thì nước xương của động vật đó thì nó có tuyệt vời để chữa lành các đường ruột của mình và giảm các triệu chứng của cái ruột bị rò rỉ, và điều này sẽ giúp bảo vệ bộ não của mình không có qua bị cái quá trình viêm tăng lên là do vi khuẩn từ thức ăn bị rò rỉ vào máu của mình nha. Thì do đó mình nhớ đến có một cái tài liệu mình đọc là cái probio, cái hộp ở đâu rồi. Ok, mình có để ở đây, đây 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 là cái probio. Probio bảo vệ đường ruột mình được trong sạch, và do đó đường ruột mình không nên có những vi khuẩn hoặc là vi trùng mà hại, mà nó có thể lọt vô trong máu được và nó leo lên óc và nó gọi là cái chứng bệnh ruột ruột rò rỉ đó, leaky gut đó. Thì do đó mình nên bảo vệ đường ruột mình bằng cách là cho nó sạch sẽ, là dùng cái sản phẩm probio này quý vị nhé, một ngày một viên cũng rất là rẻ tiền, không không nên không không nên không có trong nhà, lúc nào cũng phải có. Thì cái này là bảo vệ đường ruột của mình bằng cái này quý vị ha. Nếu mà mình không có dùng bone broth, tức là nếu mình không có dùng các cái nước xương, hoặc là nếu mình không có ăn những cái chất rau mà đã lên men á, thì đây là cái chất để bảo vệ đường ruột của mình ha quý vị nha. Rồi thì cái chất thứ sáu mà bảo vệ bộ óc của mình là dầu ô liu ép lạnh nha. Thì Dr. Joseph Mercola là bên kia gian lận và dầu giả rất là nhiều, cho nên mình phải be sure là tìm được những cái dầu ép lạnh mà tinh khiết và có thể được minh chứng bởi một cái công ty thứ ba là nó là dầu dầu thật nha quý vị. Tại vì mua dầu cao thì chết đấy nha. Thì dầu ô liu đó thì nó sẽ bị hư hỏng bởi nhiệt độ cao, cho nên tốt nhất là ăn sống và ăn thẳng, ăn với rau xà lách nha quý vị ha. Còn mình thì mình ăn dầu dừa nhiều ha. Rồi cái thứ bảy đó mà bảo vệ bộ óc của mình đó là quả óc chó, tức là tiếng Anh gọi là walnut đó. Thì đây là những cái óc chó, nó có nhiều vitamin và khoáng chất và chất chống oxy hóa luôn quý vị nha. Thì do đó mỗi một ngày một ít đó thì có thể cải thiện cho cái bộ óc của mình. Tại vì óc chó nó có cải thiện được cái kỹ năng nhận thức của mình, do đó nó hỗ trợ cái người chống lại bệnh Alzheimer và hỗ trợ những người đã bệnh Alzheimer rồi,
bệnh mất trí nhớ đó quý vị ha. Rồi cái chất thành phần thứ 8 của thức ăn mà tốt cho bộ óc là trái nghệ. Nghệ đó không phải là trái, nó là củ nghệ. Củ nghệ là một trong những gia vị mang lại cà ri ha. Rồi ok thì tiếng Anh gọi là chất curcumin, thì nó có tác dụng chống oxy hóa cho mình, do đó nó cũng tốt cho mình. Rồi và cái thứ 9 đó là rosemary. Tiếng Việt, tiếng Google nó dịch là cây mê điệt, thì mình không thích cái lối dịch này, nhưng mà tiếng Anh nó gọi là rosemary quý vị ha. Thì rosemary nó có axit canoxic, thì nó bảo vệ bộ não của mình chống lại các tổn thương được do các gốc tự do gây ra quý vị ha. Thì rosemary nó công dụng của nó là như vậy. Rồi cái thứ 10 là lòng đỏ trứng. Lòng đỏ trứng quý vị đã nghiên cứu ngày xưa thì cứ nói lòng đỏ trứng làm nghẽn tim la la, nhưng mà cái đó là sai. Nghiên cứu đã chứng minh rằng lòng đỏ trứng không chỉ không có hại cho sức khỏe của bạn, mà thực sự có nhiều chất choline, tức là choline, cần thiết cho sự phát triển não bộ của mình và của thai nhi. Thành ra các bạn nào đang có bầu hay là mẹ sắp sửa có bầu để ý điều này nhé. Rồi và cái thứ 11 là dầu dừa, ai cũng biết hết. Dầu dừa là nó có cái chất dầu MCT, tức là medium chain triglyceride, tức là chất béo ngắn đó quý vị. Thành ra nó được sử dụng trong cơ thể mình một cách tốt hơn. Chỉ có chất béo mà có những chất béo mà cái cơ cấu phân tử học của nó mà là chất dài đó thì nó mới có hại cho mình thôi. Còn chất dầu dừa cũng là chất béo, nhưng mà nó là chất béo ngắn cho nên nó được tiêu thụ qua cái trái mật một cách hữu hiệu quý vị ha. Thì dầu dừa đó là một cái loại thực phẩm cơ bản mà mình có thể sử dụng để nuôi cái bộ não óc của mình và giúp cho giảm viêm cho bộ óc, và do đó từ từ chữa hết bệnh nhức đầu kinh niên quý vị. Tại vì khi mình bị nhức đầu là tại vì mình bị viêm màng óc quý vị ha, thì mình mới nhức đầu và ngăn ngừa mất trí nhớ luôn quý vị ha. Thì nó rất là kỳ diệu cho làn da của mình luôn, và ngoài ra nó cũng là một cái loại kháng khuẩn tự nhiên rất tốt cho da. Ok. Rồi, đó là nói về công dụng của dầu dừa. Cái thứ hai, cái 12 là củ cải, tức là radish đó quý vị. Củ cải là một trong những loại rau củ giàu dinh dưỡng nhất mà mình có thể bao gồm trong chế độ ăn uống của mình. Thì ok, thì họ nói có thể ăn tại vì nó có chất chống oxy hóa và nitrat đó, tự nhiên. Nitrat là NITRAT đó. Thì cái chất nitrat tự nhiên đó với lại cái chất chống oxy hóa tự nhiên của củ cải giúp tăng cường cung cấp máu cho não của mình và cải thiện cái hiệu suất của bộ não quý vị. Hay quá ha. Rồi, và cái 13 là bio ginkgo. Ok, thì bio ginkgo mình có đâu đây này? Trong nhà mình là có hết những cái gì về não tốt cho não tại vì mình già rồi. Bio ginkgo đây quý vị. Bio ginkgo thì là nó promote, tức là nó làm cho da tăng lên đó, hỗ trợ của cái sự bộ nhớ là một, và nó hỗ trợ hỗ nhớ và cái tuần hoàn của bộ óc là hai, và cái cognitive performance, tức là cái sự minh mẫn của bộ óc của mình. Thì đây là sản phẩm có của công ty Pharmanex New Skin mà mình cần phải dùng. Cái đó là món thứ 13 mà mình cần phải có cho bảo não bộ của mình. Và cái cuối cùng là 14 là tea green. Tea green thì bạn uống muốn uống bao nhiêu thì uống bên kia đó, ngoài kia nó có caffeine thì mình không thích, thành ra bạn nào không thích caffeine thì muốn uống bao nhiêu thì uống, nhưng mà đây mỗi một ngày mình cần phải uống 4 viên này. Mình có tea green trong nhà. 4 viên này thì nó mới đủ để mỗi một viên bằng 8 ly tea green bên ngoài, thì 8 nhân 4 là 32 ly. Các bạn có thể uống 32 ly để hỗ trợ bộ óc của mình không? Không. Vậy thì mỗi một ngày uống 4 viên này, nếu mà người nào có nhu cầu giảm ký thì một công hai chuyện đó. Thì mình uống 4 4 viên trước khi đi ngủ, nó vừa giải đốt mỡ bụng tại vì nó là thermogenetic mà nó có tác dụng nó tạo nhiệt, nó đốt mỡ cho mình một cách tự nhiên. Và cái thứ hai nữa đó, nó là cái catechin đó, là nó trong tea green đó, là nó hỗ trợ cho cái bộ nhớ của mình luôn quý vị nha. Rồi bây giờ hai thứ mà ông bác sĩ Joseph Mercola nhắc nhở mình, cảnh cáo mình là mình không được dùng đó, mình cố gắng tránh dùng càng tốt càng tốt. Hai thứ mình tránh dùng hoặc là tuyệt đối không dùng luôn càng tốt quý vị. Cái thứ nhất là đường, sugar, tuyệt đối không không dùng. Đường nó làm cho thoái hóa bộ óc của mình nhá. Nếu mà nói về đường làm bằng cách nào thì nó lại là một đề tài khác, nhưng mà đường là để bảo vệ bộ nhớ, không có bao giờ ăn được. Ok, cái thứ hai là statin drug. Tất cả những bạn nào bị cao mỡ và đang uống cái thuốc loại thuốc trị mỡ đó, statin, mà nó cuối cùng bằng, ngày xưa mình bị uống simvastatin là cái ngày xưa mình bị uống đó,
thì nó cuối cùng bằng chữ STATIN, là các quý vị phải nên tìm hiểu và vô tìm cách ăn uống để xuống cholesterol nhá. Mình có nhiều bài nói chuyện trên YouTube của mình về giảm cholesterol nhá, để mà không bị uống statin drug, có thể làm được quý vị. Chỉ cần kỷ luật về cái gì cho vô mồm thôi nha. Thì hai thứ mà mình rất là nó làm cho suy thoái bộ óc của mình là sugar là đường và statin drug là hai, theo tài liệu của bác sĩ Dr. Joseph Mercola nha quý vị. Bây giờ mình nói thêm một câu này cho một số các quý vị kia: trời ơi, làm sao mà ngừng ăn đường hẳn được? Thì đây là cái mà mình chia sẻ. Mình hỏi khoa học gia của công ty New Skin á, thì có một cái loại đường gọi là đường stevia, STEVIA. Thì đó là một loại đường mà mình có thể ăn được, tại vì nó natural, nó thiên nhiên và nó không có hại cho cơ thể mình. Thành ra là cứu tinh cho mình nhé quý vị. Bạn nào mà hay ngừng ăn đường thì đó là cái mà mình có thể ăn được. Rồi, thì hôm nay tài liệu của mình chỉ có vậy. Và cảm ơn 212 phải không ạ? Các bạn hôm nay đã lên nghe bài của mình, cảm ơn rất nhiều. Và chúc các bạn một ngày ở Mỹ ban ngày làm việc hiệu quả và thành công, và các bạn ở Việt Nam một đêm ngủ ngon. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Nhớ đi chia sẻ nha các bạn. Thank you so much.